Rồi. Cái Makita lưỡi 82 1600 vòng trên phút, 16.000 vòng trên phút ha. Điện 100V 480W. Cái này có thắng nha các bạn. Là nó thiếu mất cái lỗ tai thôi ha. Đó. Đó, cái cò thì nó bị bệ chút ha, mình làm lại hết rồi, nghiêm chỉnh hết, không có gì hết. Rồi, cây số 14, 600 ngàn ha. Tiếp theo cây số 15, cũng là cây bào Hitachi. Cây này thì nó không có thắng ha. Cây này là 16.000 vòng trên phút luôn, lưỡi 82, 480W. Đó, hình dáng đó là cây này thì hình dáng nó đẹp hơn cây hồi nãy ha, lỗ tai đồ đầy đủ ha. Đó. Rồi test máy. Rồi cây số 15 cũng là 600 ngàn ha, đồng giá nha các bạn. Cây số 16 cũng là 600 ha. Cây này thì đời sâu hơn. Cây này là 15.000 vòng trên phút, là điện 100V 580W nha các bạn. Cây này thì cái watt nó lớn hơn, nó tới 580W ha. Đó, đầy đủ. Đẹp. Cây này rất là đẹp luôn. Đó. Cái này là 600 luôn, bán đồng giá luôn. Rồi cây số 16 đồng giá 600 ngàn. Rồi cây số 17 là một con Hitachi ha. Đó, cây này cũng là còn khá đẹp nha các bạn. Đó, lưỡi luôn. Lưỡi là khỏi chê luôn. Đó, lưỡi còn sáng luôn. Đó. Rồi, cây này là điện 100V 50 tới 60 hẹp. 480W luôn. 480W ha. Cái này là Hitachi nha các bạn. Rồi test máy. Rồi cây số 17 đồng giá 600 ngàn. Đó. Bữa nay mấy mặt hàng là có 4 cây bào ha, 4 cây bào, 3 cây Makita. Rồi tiếp theo là 2 cái con máy cắt, 2 con máy cắt nè. Cây số 18 ha. Cây này là lưỡi 165, lưỡi 160, 160 ha, của Hitachi. Cái này là đế nhôm, bỏ nhôm đế nhôm nha. Đó, ngoại hình của nó còn rất là đẹp luôn. Đó, bỏ nhôm đế nhôm, nghiêng 45 độ. Rồi test máy. Có phanh nha các bạn. Rồi, cây này là coi như là 500 ngàn ha. Rồi, tiếp theo một con số 19 nữa. Số 19 là cũng là 500 ngàn luôn.